Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu bóng chuyền hơi nữ giữa hai đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của Nguyễn Huệ, thành phố Thái Nguyên. Ở trận đấu này thì đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của Nguyễn Huệ, thành phố Thái Nguyên trong trang phục áo xanh phía gần màn ảnh các bạn và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của Phú Bình phía xa màn ảnh các bạn. Trận đấu được diễn ra tại nhà thi đấu của anh chị Đường Hạnh, tổ 4, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu. Xin chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ nhất. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới.
Thank you.
Tiểu Văn Hồng, điểm thứ 2, 26-8. Điểm thứ 2, bóng tốt. Điểm thứ 2, 27-8. Để bóng đưa từ sau, điểm thứ 2, 8, 18. 18-8, đọc ngược. Có ngoài sân, điểm thứ 12, 19-8. Điểm thứ 20-8. Được bóng tốt, điểm thứ 12, 20-8. Xét 3 giữa Phú Bình và Nguyễn Huệ. Các bạn xem này, các bạn đang theo dõi những trường trực tiếp trận chiếu thứ 3 giữa hai đội Phú Bình và đội. Nguyễn Huệ, Thái Nguyên. Cả hai đội với tỷ số là 1-0. Rồi Nguyễn Huệ. Điểm của mình 1-0. Như này có bóng tốt, điểm 2-1. Đối với mình, điểm như này 3-1. Với trận bóng để được tiếp tục. Được rồi, chúng ta bóng qua lưới, điểm thứ này 5-1. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhảy lên luôn đi. Mười hai.
để cho mình có tay rồi rồi là muốn nghe mày lớn mày lấy lỗi là của mình. Nguyên Hoài thắng số 15, 11 và xe thứ 3 này. Nguyên Hoài